Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có địa chỉ tại xã Tam Đa, huyện Phù Cử, trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và đã được cách ly tập trung từ trước. Hai trường hợp trên đi cùng chuyến xe có 2 ca F0 từ thành phố Hồ Chí Minh về từ ngày 14 tháng 10, được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện đã xác định được 1 F1 ở cùng phòng cách ly. Một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 có địa chỉ tại thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, trường hợp trên có đến khoa nội tiết tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức. Sáng ngày 30 tháng 9 phát hiện có F0 cùng phòng. Đến đêm ngày 2 tháng 10 được đưa đi cách ly tập trung. Sau 5 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. 9 giờ ngày 24 tháng 10 được xe trở về Bệnh viện Việt Đức. Sau đó trường hợp trên thuê xe taxi, không nhớ biển số xe và điện thoại của lái xe, về nhà và cách ly tại nhà. Đến 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, trường hợp trên có biểu hiện bị ngạt mũi, không ho, không sốt, xét nghiệm test nhanh và có kết quả 2 lần dương tính với SARS-CoV-2. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua giả soát xác minh được 6 trường hợp tiếp xúc gần. Như vậy, tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 279 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 ca đang điều trị.